mình khóc không có nghĩa là mình yếu đuối, các bạn đừng sợ, đừng có cố giấu giọt nước mắt của mình, có chăng thì cố giấu giọt nước mắt của mình ở chỗ đông người thì được. Nếu nói trong cuộc sống này nam áp lực nhiều hơn nữ, có nghĩa là xã hội chúng ta đang đề cao về giá trị tiền bạc và thành công, người nam phải có nhiều áp lực gánh vác gia đình hơn, và có áp lực là phải thành công cho gia đình hiện tại thấy, cha mẹ thấy. Nếu không thành công thì thành ra là một cái áp lực là bạn sợ là những người xung quanh chê cười, bạn bè chê cười, gia đình nói sao hăm mấy tuổi đầu rồi, 30 tuổi đầu rồi chưa làm được gì, vô tình họ bị xã hội cuốn vô cái vòng xoáy là chúng ta phải kiếm được nhiều tiền nên tất cả mọi người nhìn vào, và lúc đó nó mới là một người đàn ông thành đạt. Đó là một cái áp lực rất lớn làm cho chúng ta luôn luôn stress. Thì khi mà họ khóc một mình, khi mà họ áp lực, một người đàn ông họ áp lực họ không dám chia sẻ. Thật sự á, mỗi người đàn ông á phải đối mặt với tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống, và mình đừng tránh né nó. Mình khóc không có nghĩa là mình yếu đuối. Con người thì ai mà không yếu đuối? Đàn ông hay phụ nữ gì thì họ cũng là con người, và họ có góc yếu đuối của họ, đúng không? Chúng ta đều có cảm xúc bản thân. Lý do tại sao mà mình đàn ông thì ít khóc mà phụ nữ thì họ khóc nhiều, tại vì đàn ông thì họ lập luận bằng logic, và phụ nữ thì họ luôn lập luận bằng cảm xúc. Và họ mau nước mắt thì mình nhìn mình thấy đáng thương. Nhưng mà khi mà mình góc mình nhìn một người đàn ông khóc, họ còn đáng tội nghiệp nữa cơ. Mình thấy như vậy cho nên là đàn ông thì thường mạnh mẽ hơn. Đây thì câu này nói vui nè. Các bạn muốn thấy đàn ông khóc nhiều, các bạn đi vô mấy cái khu mà nặng mụn, lễ một cái là khóc ròng hết, không có ông nào chịu được hết trơn. Đó. Có cái nhiều cái khóc thì có khóc trong hạnh phúc, nó cũng là một cái khóc. Tôi chúc các anh em là mỗi khi khóc thì các anh em sẽ hạnh phúc. Đó. Còn khi mà bất hạnh thì cái giọt nước mắt của mình nó trông nó tội nghiệp lắm. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà anh em không xả nó ra, anh em không xả tất cả năng lượng ra, anh em không nạp được cái điều tốt vô đâu. Các bạn đừng sợ, đừng có cố giấu giọt nước mắt của mình, có chăng thì cố giấu giọt nước mắt của mình ở chỗ đông người thì được.